Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, từ những năm 1980, quan hệ giữa Campuchia với Mỹ và Trung Quốc đã thay đổi căn bản. Năm 1988, cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen mô tả Trung Quốc là ác quỷ, nhưng vào năm 2016, ông mô tả mối quan hệ là bọc thép. Trên mạng xã hội X, ông Hulmanet, con trai ông Hun Sen và hiện là thủ tướng Campuchia viết thêm: mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc có lịch sử lâu đời và đã phát triển tới một mức độ không thể tách rời. Mối quan hệ này xứng đáng với những giá trị về sự tin cậy lẫn nhau, đặc biệt là tin cậy chính trị. Trong khi đó, quan hệ giữa Campuchia với Mỹ đã xấu đi trong suốt thời gian qua. Kể từ khi lần đầu thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Mỹ và Campuchia đã chứng kiến nhiều xáo trộn, bất ổn và thăng trầm. Vậy tại sao Campuchia lại ngày càng gần Trung Quốc và xa Mỹ? Lý giải cho điều này, chúng ta có thể xem xét trên các vấn đề kinh tế, an ninh và chính trị. Trước tiên về kinh tế, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia với kim ngạch xuất khẩu đạt 8,89 tỷ đô la vào năm 2023, chiếm 39,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các sản phẩm của Campuchia xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu là hàng may mặc và các mặt hàng như giày dép, xe đạp và đồ nội thất. Campuchia nhập khẩu từ Mỹ gồm ô tô, máy móc, thiết bị điện và điện tử. Mỹ đã đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn trong hợp tác thương mại đầu tư với Campuchia. Các bản tuyên bố về môi trường đầu tư tại Campuchia của Mỹ công bố trong thời kỳ cựu Thủ tướng Hun Sen cầm quyền đều cho biết những yếu tố khiến Campuchia không thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ Mỹ bao gồm quy mô thị trường tương đối nhỏ, bạo lực chính trị, tham nhũng có hệ thống, nguồn cung lao động có tay nghề hạn chế, cơ sở hạ tầng không đầy đủ, thiếu minh bạch trong một số quy trình. Vốn đầu tư của Mỹ vào Campuchia rất hạn chế do các công ty của Mỹ lo ngại về việc đầu tư vào các quốc gia không có mối quan hệ tốt với Mỹ. Mặc dù Mỹ không cung cấp nhiều vốn đầu tư, nhưng chính phủ Mỹ đã tài trợ cho các sáng kiến về giáo dục và y tế tại Campuchia. Trái với Mỹ, Trung Quốc không đưa ra những lời chỉ trích và áp đặt tương tự với Campuchia. Trung Quốc khẳng định tình hữu nghị giữa nước này với Campuchia cứng như thép, quan hệ giữa hai nước ngày càng thân thiết. Campuchia là đồng minh thân cận của Trung Quốc ở Đông Nam Á, còn Trung Quốc là nước viện trợ và cấp vốn lớn nhất cho Campuchia. Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho Campuchia như một phần của sáng kiến vành đai và con đường. Nhờ những khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la này, các hạ tầng quan trọng như mạng lưới rộng lớn bao gồm đường cao tốc và cầu đã được phát triển tại Campuchia. Những dự án quan trọng do Trung Quốc tài trợ như đặc khu kinh tế Sihanoukville, sân bay quốc tế Tây Trô, sân bay quốc tế Siem Reap, đại lộ Tập Cận Bình đã giúp nâng cao năng lực hậu cần của Campuchia. Do chi phí lao động ngày càng tăng ở Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp của nước này đã chuyển hoạt động sản xuất sang Đông Nam Á và Campuchia đang hưởng lợi đáng kể. Các khoản đầu tư vào ngành dệt may và điện tử đang tạo điều kiện cho sự chuyển đổi này, biến Campuchia trở thành một trung tâm sản xuất mới. Các công ty Trung Quốc hiện sở hữu 90% số nhà máy quần áo của Campuchia, trong khi đó, ngành may mặc chiếm 40% tổng sản phẩm quốc nội của Campuchia. Nền kinh tế của nước này đã phát triển nhanh chóng trong hơn 20 năm qua, chủ yếu nhờ các mặt hàng dệt may phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong những năm qua. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương của hai nước đạt 12,26 tỷ đô la. Xuất khẩu chính của Campuchia sang Trung Quốc gồm gạo, chuối, xoài, sắn, hải sản và quần áo. Trong khi đó, nước này chủ yếu nhập nguyên liệu thô cho ngành may mặc, máy móc, xe cộ, thực phẩm, đồ điện tử, thuốc từ Trung Quốc. Quan hệ kinh tế giữa Campuchia và Trung Quốc càng trở nên chặt chẽ sau khi hai bên ký thỏa thuận thương mại tự do có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022. Thỏa thuận này giúp xóa và giảm thuế quan tới 90% hàng Trung Quốc xuất sang Campuchia và 97,5% với hàng Campuchia xuất sang Trung Quốc. Trung Quốc hiện cũng là chủ nợ số 1 của Campuchia. Hơn 40% nợ nước ngoài trong tổng số 10 tỷ đô la của Campuchia là nợ Trung Quốc. Ước tính, hiện có hơn 4.500 sinh viên Campuchia đang theo học ở Trung Quốc, trong đó hơn 800 sinh viên nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là thông qua chương trình học bổng sáng kiến vành đai và con đường. Về an ninh, là một nước ủng hộ mạnh mẽ Campuchia, Trung Quốc đã viện trợ dồi dào về vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Campuchia. Sự hỗ trợ toàn diện của Trung Quốc phù hợp với những gì Campuchia tìm kiếm. Năm 2014, Trung Quốc đã bàn giao 26 chiếc xe tải quân sự và 30.000 bộ quân phục dưới hình thức tài trợ cho Campuchia để giảm bớt những khó khăn về trang thiết bị của quân đội nước này. Năm 2020, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bàn giao 75 xe quân sự cho lục quân Campuchia. Chính phủ Trung Quốc đã gửi tặng hơn 200 xe tải quân sự để giúp nâng cao năng lực quốc phòng của Campuchia. Năm 2022, Trung Quốc tặng 107 xe quân sự và các thiết bị khác cho quân cảnh Campuchia. Trung Quốc đã nhiều lần viện trợ nhằm tăng cường năng lực của quân đội Campuchia, như năm 2012, 20 triệu đô la, năm 2018, 130 triệu đô la, năm 2019, 80 triệu đô la.
Campuchia và Trung Quốc những năm qua tăng cường hợp tác quân sự trên nhiều lĩnh vực như huấn luyện, đào tạo nhân sự và duy trì các cuộc trao đổi cấp cao. Quân đội hai nước đã nhiều lần tổ chức tập trận chung mang tên Rồng Vàng. Campuchia cũng mua nhiều vũ khí, trang thiết bị quân sự từ Trung Quốc như các máy bay trực thăng quân sự Z-9, súng trường, hệ thống pháo phản lực phóng loạt PHL-03. Campuchia từng có quan hệ thân thiết với Mỹ nhưng trở nên lạnh nhạt sau khi Mỹ cắt đứt viện trợ để phản đối việc Phnom Penh giải tán Đảng Cứu Người Dân Tộc Campuchia đối lập. Vào tháng 1 năm 2017, Campuchia đã quyết định hủy tập trận quân sự chung Angkor Sentinel với Mỹ. Tháng 2 năm 2017, William Hitt, đại sứ Mỹ lúc đó tại Phnom Penh, cho biết Campuchia nên trả khoản nợ chiến tranh trị giá 500 triệu đô la, một yêu cầu đã gây ra sự phản đối kịch liệt của người dân Campuchia, đặc biệt là các nhà lãnh đạo chính trị, những người coi khoản nợ là bẩn thỉu và đẫm máu. Không giống như Trung Quốc, Mỹ không cung cấp cho Campuchia vật tư quân sự. Mỹ đã cung cấp viện trợ an ninh cho Campuchia tập trung vào các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, chẳng hạn như hỗ trợ các biện pháp chống khủng bố và buôn người. Về chính trị, chính quyền Campuchia đã luôn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các ưu tiên của Trung Quốc trong những thập kỷ qua. Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ Trung Quốc, Campuchia đã có nhiều động thái gây lo lắng cho Mỹ liên quan đến các vấn đề Đài Loan, vấn đề Biển Đông và vấn đề người Duy Ngô Nhĩ mà Mỹ vẫn luôn chỉ trích. Năm 1997, chính phủ Campuchia đã ra lệnh đóng cửa văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Loan tại Phnom Penh. Năm 2009, Campuchia đã trục xuất 20 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc. Năm 2012, khi đang giữ vai trò chủ tịch hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Campuchia đã không thúc đẩy khối đưa ra được thông báo chung lần đầu tiên trong 45 năm do những nội dung chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trường hợp tương tự trong thông cáo chung ASEAN lại xảy ra vào năm 2016, trong đó Campuchia ngăn cản một tuyên bố mạnh mẽ lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Để phản ánh sự ủng hộ của mình với chính sách một Trung Quốc, chính quyền Hun Sen đã từ chối cho phép treo cờ Đài Loan ở bất cứ đâu tại Campuchia vào đầu năm 2017. Giữa năm 2019, Campuchia là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông, bày tỏ sự ủng hộ không thể lay chuyển đối với chính sách một Trung Quốc. Trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng nhanh, thì quan hệ Campuchia và Mỹ không mấy sáng sủa. Dưới thời cựu Thủ tướng Hun Sen, Mỹ đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, đưa ra cấm vận với các quan chức và các hoạt động kinh tế tại Campuchia. Song hiệu quả của những biện pháp này không đáng kể và ngăn chặn sức ảnh hưởng của Trung Quốc còn rất hạn chế, thậm chí ngày một đẩy Campuchia về phía Trung Quốc. Từ năm 1998 đến năm 2007, Quốc hội Mỹ đã cấm cung cấp các khoản hỗ trợ liên chính phủ cho Campuchia để gây áp lực, buộc cựu Thủ tướng Hun Sen phải thiết lập nền dân chủ hoàn toàn. Dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, quan hệ Mỹ-Campuchia có nhiều dấu hiệu tích cực hơn. Tuy nhiên, năm 2017, Campuchia cáo buộc Mỹ âm mưu với Đảng Cứu Quốc Campuchia để bí mật tổ chức một cuộc cách mạng màu tại nước này. Dựa trên các tuyên bố mà chính phủ Mỹ đã ban hành để lên án các vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Campuchia, Campuchia nhận thấy đây là một mối đe dọa với chế độ và an ninh quốc gia. Đến năm 2018, chính phủ Mỹ lại đình chỉ các chương trình giáo dục và huấn luyện quân sự quốc tế nhằm đáp trả việc Phnom Penh đàn áp phe đối lập chính trị. Năm 2021, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng và vũ khí đến Campuchia. Cách tiếp cận của Mỹ đã không mấy tác động đến chính quyền Campuchia. Ông Hun Sen nhiều lần thể hiện thái độ chỉ trích, bất bình với các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Năm 2017, sau khi Mỹ tuyên bố chấm dứt tài trợ cho cuộc bầu cử tại Campuchia và cho biết sẽ có thêm các bước cụ thể sau khi Tòa án tối cao giải tán Đảng Cứu Quốc Campuchia, ông Hun Sen đã xác nhận rằng việc cắt viện trợ của Mỹ sẽ không hủy hoại chính phủ mà chỉ gây tổn hại đến một nhóm phục vụ các chính sách của Mỹ, cho rằng Campuchia hoan nghênh và khuyến khích Mỹ cắt mọi viện trợ. Năm 2021, trong một cuộc họp báo tại Phnom Penh, ông Hun Sen phủ nhận lo ngại về các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia quy câu ông khi đó cũng chỉ trích lệnh cấm vận của Mỹ, cho rằng đó là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Một rào cản khác trong quan hệ Mỹ-Campuchia là mối lo ngại về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Rim trên khu vực Vịnh Thái Lan. Mỹ đã chỉ trích Campuchia thiếu minh bạch về dự án và kêu gọi nước này công khai toàn bộ thông tin về sự tham gia quân sự của Trung Quốc tại quân cảng Rim. Trước những chỉ trích của Mỹ, Campuchia cũng liên tục đáp trả, khẳng định việc cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Campuchia là vi hiến. Trước ảnh hưởng ngày một gia tăng của Trung Quốc cùng thái độ cứng rắn của Campuchia, Mỹ đứng trước nguy cơ đánh mất quan hệ hữu nghị với Campuchia nếu không thay đổi cách tiếp cận. Như ông Hun Sen từng phát biểu, nếu không dựa vào Trung Quốc, tôi có thể dựa vào ai? Mỹ có lẽ nhận thức được rằng nếu tiếp tục sử dụng cây gậy, gần như không có hy vọng cho nước này về việc Campuchia sẽ chấp nhận thay đổi theo chiều hướng Mỹ mong muốn và bỗng nhiên xa lánh với Trung Quốc. Trái lại, còn tạo tiền đề và cơ hội để Trung Quốc-Campuchia tăng cường hợp tác sâu rộng hơn.
Tuy nhiên, đã có những chuyển biến và dấu hiệu ấm lên gần đây của quan hệ Mỹ-Campuchia đến từ ý chí và nỗ lực của cả hai bên. Vào cuối nhiệm kỳ của ông Hun Sen, Campuchia đã có một số bước tiến đáng kể hướng tới việc cải thiện quan hệ với Mỹ. Chuyến thăm hiếm hoi của ông Hun Sen tới Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh vào tháng 12 năm 2022, trong thời gian Campuchia giữ chức Chủ tịch ASEAN, báo hiệu nỗ lực của Campuchia không chỉ hướng tới một sự tham gia chiến lược với Mỹ tại các diễn đàn khu vực mà còn là một hành động cân bằng. Trong đó, Campuchia đặt mục tiêu duy trì thương mại và đầu tư đa dạng, duy trì mối quan hệ tích cực với các cường quốc khác ngoài Trung Quốc. Chiến lược này tiếp tục được chính phủ Hun Manet mới thực hiện. Một số trí thức thân Mỹ đã được bổ nhiệm vào Bộ Ngoại giao và Nội các Thủ tướng, tích cực làm việc về các chiến dịch đa dạng hóa và tăng cường sự tham gia với Mỹ và phương Tây. Mỹ đã lên kế hoạch cung cấp 18 triệu đô la cho Campuchia, nhưng đã quyết định đóng băng sau cuộc bầu cử tháng 7 năm 2023 với lý do lo ngại về tính công bằng của cuộc bầu cử. Sau khi ông Hun Manet nhậm chức Thủ tướng, Mỹ dường như coi đây là cơ hội để hàn gắn quan hệ với Campuchia. Sau đó, khoản tài trợ được cung cấp thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Đáng chú ý, trong khảo sát tình hình Đông Nam Á năm 2024 của Viện ISEAF EUSOP ISAC đã tiết lộ một kết quả bất ngờ. Khi được hỏi tin tưởng nhất vào quốc gia nào trong việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ, lòng tin của những người Campuchia được hỏi vào Trung Quốc đã giảm 65,4% vào năm 2022, xuống 2,2% vào năm 2023, sau đó là 9,5% vào năm 2024. Ngược lại, lòng tin của họ vào Mỹ tăng lên, tăng từ 19,8% vào năm 2022 lên 48,5% vào năm 2023, sau đó giảm xuống còn 39,7% vào năm 2024. Trong cùng kỳ, những người trả lời khảo sát ở Campuchia luôn ủng hộ Mỹ hơn Trung Quốc khi đối mặt với kịch bản giả định là buộc phải chọn một bên. Sự ủng hộ dành cho Trung Quốc đã giảm từ 81,5% vào năm 2022 xuống còn 26,9% vào năm 2023, sau đó tăng lên 45% vào năm 2024. Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho Mỹ đã tăng từ 18,5% vào năm 2022 lên 73,1% vào năm 2023, cân bằng ở mức 55% vào năm 2024.